của Tego là rất tốt. Và tôi nghĩ là các cái loại sản phẩm khác nó cũng chất lượng như vậy. Bởi vì hôm nay tôi hội thảo là công ty Phú Năm là tư vấn cho tôi một số thuốc như là các loại cỏ tiền nảy mầm, với lại các loại thuốc trị sâu, trị bệnh thêm. Bây giờ tôi thấy là thuốc cỏ là nó hiệu quả rồi đó. Tôi mong muốn là nhân viên là tư vấn cho tôi các cái dòng sản phẩm khác thì tôi thấy nó rất là hiệu quả. Xài bưa giờ là khoảng cỡ 6 đêm là đầu tôi xài rồi. Liều lượng này khoảng từ cỡ 140 đến 160 xe một bình 25 lít. Và hai ngày sau cho nước vô là kể như là cỏ nó không có lên lại là. Hôm nay anh đến mà hội dự hội thảo để nghe kỹ sư tư vấn để mình học hỏi. Anh xài Artiso với Chubin Lốt với Chubin Top là nhiều, bởi vì hàng đó anh xài thấy đạt. Tôi xài Artiso dặn một giai đoạn 35-40 ngày là thấy đạt hiệu quả. Lá lúa nó cứng mà lại nó vàng màu đẹp. Mang đến sự khác biệt.